Tuấn Vĩ xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Hôm nay Tuấn Vĩ xin long trọng báo tin lễ thành hôn của anh Tấn Mạnh và chị Thị Thu. Giờ đây mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng gặp gỡ với cô dâu chú rể. Tèn tèn tèn. Thưa quý vị, là Tuấn Vĩ nói tèn 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 bởi vì nó không có nhạc. Thưa quý vị thân mến, hôm nay thì mời cô chú anh chị chúng ta sẽ gặp lại người MC đẹp trai và duyên dáng trong thời gian qua thì đã được sự yêu mến của cộng đồng. Và giờ đây mời anh Tám có đôi lời tới buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý cô chú anh chị trên cộng đồng, kính thưa quan viên hai hò, thì hôm nay tại nhà hàng Hùng Thi tại làng Hoa Sa Đéc thì chương trình Kết Nối Yêu Thương có tổ chức cái lễ thành hôn để tác hợp lương duyên cho đôi bạn là Tuấn Mạnh và Thị Thu, với sự chứng kiến đầy đủ của bà con hai họ đến chung vui để chúc mừng. Cái thứ nữa là chúng tôi cũng xin trân trọng thông báo cho toàn thể quý vị khách quý thì chương trình Kết Nối Yêu Thương của ca sĩ Tuấn Vĩ đã thành công, cho nên là đôi bạn là đã hôm nay chọn ngày lành tháng tốt để làm cái lễ thành hôn để tác hợp lương duyên để hai bạn về bên nhau, sống trọn đời bên nhau trong quãng đời còn lại. Cho nên trong cái ngày trọng đại hôm nay thì đôi bạn Tuấn Mạnh và Thị Thu xin gửi đến toàn thể quý vị khách quý cũng như bà con trên cộng đồng mạng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, dây trầu nguyện chặt thân cao, mừng cho đôi bạn bên nhau suốt đời, xin chúc mừng. Kính thưa quý vị, lễ thành hôn rực rỡ trong ngày vui qua, Phùng và Phạm hai họ kết thông gia, Tuấn Mạnh Thị Thu trăm năm hiệp một nhà, sắc cầm hảo hiệp tình chung thủy, loan phụng hòa minh nghĩa đậm đà, nội ngoại hân hoan mừng vạn hạnh, thân bằng cung hỷ chúc tam đa, xã hội chúc cầu sanh tuấn kiệt, gia đình kỳ vọng trổ tài quá. Kính thưa quý vị, đến hẹn thì lại lên. Người ta nói là trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn bao quân. Có thương nhau mới hả dạ bá tòng, mới đến kênh Tuấn Vĩ mới thấy tấm lòng mình mới có hợp hay không. Cho nên là khi hai bạn đã tìm hiểu qua chương trình Kết Nối Yêu Thương của Tuấn Vĩ thì mình thấy mảnh đời, mảnh ghép còn lại của mình đã phù hợp, hai người đã tâm đầu ý hợp với nhau. Cho nên là ngày hôm nay để đường đường chính chính ra mắt hai họ cũng như là bà con trên cộng đồng mạng là hôm nay đôi bạn này đã chính thức nên vợ nên chồng, tình yêu đích thực hai người đã được làm cái lễ thành hôn và được sự chứng kiến đầy đủ của bà con trong thân tộc nội ngoại hai họ đến chung vui và chúc mừng. Thì kính thưa quý vị, cái lễ cưới hỏi thì lúc nào cũng có cái phần cái quà xính lễ. Thì trong cái buổi lễ thành hôn của hai bạn hôm nay thì tôi cũng xin trân trọng thông báo với hai họ cùng với bà con trên cộng đồng thì chú rể có quà xính lễ cho cô dâu gồm có đôi bông tai, dây chuyền, lắc tai, cặp nhẫn hột và cặp nhẫn cưới. Xin trân trọng thông báo với quý vị. Còn cái phần quà xính lễ cho cô dâu á thì trân trọng kính mời chú rể và cô dâu tiến tới trước cái bàn lễ đi rồi nha. Chú rể trao quà bông tai trước.
Kính thưa quý vị, tiếp theo cái chương trình buổi lễ thành hôn của đôi bạn hôm nay thì đến phần hai bạn làm lễ tơ hồng. Người ta nói là tu ngàn năm anh nghĩa vợ chồng, mà vợ chồng thì ăn đời ở kiếp tới trăm năm, là do ông tơ bà Nguyệt đã sơ duyên. Người ta nói là quả kiêu nam đáo nữ phòng, người dưng khác họ mà đem lòng nhớ thương. Hai bạn đến kênh này kết nối yêu thương của tướng vị, thấy hợp nhau, thấy tâm đầu ý hợp, cho nên là kết nối thành vợ thành chồng. Thì đó cũng một phần là do ông tơ bà Nguyệt tiền kiếp đã sơ duyên và căn duyên truyền định, cho nên trong cái ngày trọng đại hôm nay thì hai bạn phải có cái nghĩa cử là làm lễ bái tơ hồng, tức là làm lễ ông tơ bà Nguyệt, ông tơ hồng bà Nguyệt lão đã sơ duyên. Chúng tôi xin trân trọng kính thỉnh phú ông tiên nhân bà Nguyệt hiệp lão nhân, từ hy gia cố, từ hy quỳnh đế, thể chế hiên duyên, thủy tạo cơ đồ, xích tấn huệ túc, cầu chúc tam đa. Nguyện ông A Tu Na, bà Tu Tiên, ông Tu Hiền, bà Tu Đức, ông giúp sức, bà giúp công, ông Tơ Hồng, bà Nguyệt lão. Hôm nay là cái ngày lục lễ giao duyên, cầm sắc sánh đôi, hợp cẩn giao bôi, chồng hòa vợ thuận, chồng quý vợ hiền, con ngoan cháu thảo. Nguyện cầu cho gia đạo được rỡ ràng, phận gái dịu dàng, phận trai dũng mãnh, tam sanh hữu hạnh, mọi việc giao hòa lưỡng thành hai họ, lòng thành khấn bái. Hai bạn khá xá vô đây nha. Nhất bái nguyện cầu thiên địa chứng minh, nhị bái ông Tơ bà Nguyệt kết tình đôi ta, tam bái hai con giữ một lời nguyện, tứ bái trăm năm hạnh phúc mà gắn liền bên nhau. Thưa quý vị, phần làm lễ tơ hồng đã xong. Tiếp theo thì cũng cái lễ là ông Tơ, ông Mai là ông Mai Hiện Tiền, tức là ca sĩ Tướng Vĩ, là cái nhờ ca sĩ Tướng Vĩ là kết nối yêu thương, cho nên là cái chương trình chính của kết nối yêu thương của Tướng Vĩ, cho nên hai bạn mới đến với nhau được. Thì trong cái ngày trọng đại hôm nay thì chú rể và cô dâu cũng có đôi lời tri ân ông Mai. Cái thứ hai nữa, mời ông Mai dùng chung rượu, coi như ông Mai nhận lời trong cái ngày hôn lễ hôm nay cho nó được vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Rồi, đẹp đẽ đó ha. Dạ, vậy cho em mượn cái micro cho rồi. Anh Mạnh ha. Dạ. Để nói hả? Dạ. Hôm nay là ngày thành hôn của mình và Thu. Trước tiên là mình cảm ơn chú Tướng Vĩ. Dạ. Chúc gia đình chú Tướng Vĩ hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Sau này sau là cảm ơn bà con, anh chị, cô bác cũng đồng mạng, cũng nhiều sức khỏe, cũng vui vẻ, mừng cho mình và Thu mà thành hôn. Dạ. Mời Tướng Vĩ nhận lại. Dạ. Cũng nhờ qua cái việc cầu nối yêu thương của chú Tướng Vĩ mà hai đứa mới được thành hôn. Thưa các cô chú anh chị, thưa anh chị và thưa các bạn có mặt trong buổi lễ thành hôn hôm nay, thì thật sự là Tuấn Vĩ rất là vui khi mà đã làm một cái nhịp cầu nối cho anh chị đến được với nhau. Thì hồi nãy nghe anh Tám giới thiệu nói ông Mai thấy cái thế cũng hơi ngại ngại một chút, mà thật sự mà nói thì ông Mai thì theo Tuấn Vĩ nghĩ là đó là cái danh từ của ngày xưa thôi. Còn bây giờ thời đại 4.0 thì theo Tuấn Vĩ nghĩ là Tuấn Vĩ là người kết nối, chứ Tuấn Vĩ không phải ông Mai. Nhưng mà dù sao thì cũng được chứng kiến cái buổi lễ thành hôn của hai anh chị, cũng thật sự mà nói là nhờ qua cái sự kết nối thì Tuấn Vĩ thấy là rất là cảm động. Cảm động ngay từ cái buổi ban đầu đó, thì là khi mà chị Thu lên chương trình thì được cái sự ủng hộ của con cái này kia đó, con chị Thu chở đi đúng không? Dạ, hôm nay có mặt ở đây ha. Rồi hồi Tuấn Vĩ cũng xin hỏi đôi lời, cũng như là chúng ta sẽ có đôi lời để chúc phúc cho anh chị. Thì thưa quý vị, hôm nay anh chị theo như cái phong tục cũng như là qua lời mà gọi của cái người MC là anh Tám, thì dường như là anh Tám thì cũng biết Tuấn Vĩ không có thường uống rượu, nhưng mà đây là gọi là rượu dâu bôi anh ha, là phải uống đúng không? Dạ, phải uống. Cho nên Tuấn Vĩ nghĩ là nếu mà tuần nào đó mà Tuấn Vĩ cũng kết nối được cho mỗi tuần một đôi như thế này, hoặc là nếu mà nhiều hơn nữa một tuần hai đôi là riết là Tuấn Vĩ biết uống luôn. Xin mời cộng đồng và xin mời các cô chú anh chị có mặt ở nơi đây ha. Xin phép cô dâu chú rể ha. Chúc mừng ha. Rồi mời anh chị. Xin thiệt ạ. Rất là ngon. Cảm ơn anh chị nhiều. Rồi. Chị cũng rất chung rượu mời Tuấn Vĩ. Dẫu sao cũng biết ơn Tuấn Vĩ, chị lên đây để gặp chương trình thì cũng kết nối, rồi giờ cũng gặp được anh thì anh cũng thương yêu, thì cũng chăm sóc lo lắng
Thì những ngày còn lại thì cũng mọi sự cũng nhờ Tuấn Vĩ. Hôm nay chị cũng mời Tuấn Vĩ ly. Ủa, hai ly lận hả? Em tưởng là cũng thôi. Hai người đều đi lên chương trình. À, vậy đó ha. Dạ. Nên là giờ thôi giờ. Tuấn Vĩ hết thôi cũng được. Dạ dạ rồi rồi ok rồi. Chúc anh chị là trăm năm hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn Tuấn Vĩ và cộng đồng mạng thời gian qua. Không biết nói hơn nên nó buồn quá. Dạ. Thưa anh chị, thì hôm nay đó thì trong chương trình thì em cũng có một món quà nhỏ của từ chương trình là Tuấn Vĩ Kết Nối Yêu Thương, là để chúc mừng hạnh phúc cho anh chị, mang tính là cái lộc của chương trình anh chị nha. Dạ, để em gửi. Dạ, dạ, dạ. Gửi lì xì Tuấn Vĩ. Cũng cái lộc hơi. Ủa cũng có nữa hả? Dạ. Nhờ chương trình có nói của Tuấn Vĩ. Dạ. Anh và Thu mới thành hôn, bây giờ cũng mừng lì xì lại. Dạ, dạ, rồi, rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ, cái này người ta hay gọi là bánh đúc đi thì có bánh quy lại ha. Dạ. Tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì. À, thưa quý vị. Cũng cảm ơn hai bạn ha. À, đúng rồi, chụp hình. Dạ. Rồi, cảm ơn anh chị nhiều. Mãi mãi yêu thương nhau đến trọn đời ha. Dạ, dạ. Rồi, bây giờ nhường cái micro này cho anh Tám ha. Rồi anh Tám tiếp tục công việc của mình ha. Dạ. Dạ. Rồi anh chị đứng xích qua bên đây cho nó đều nè, Tuấn Vĩ xin phép được cáo lui nha. Tuấn Vĩ sẽ được ghi nhận. Rồi ok anh chị. Tiếp theo sẽ mời chị tặng quà. Tiếp một tặng quà. À, kính thưa quý vị, đến dự cái buổi lễ thành hôn của đôi bạn hôm nay thì có bà con ha, hai họ cũng đến chung vui chúc mừng. Chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời quý vị có tặng quà thì hãy đến đây để chụp hình lưu niệm. Đồng thời uống rượu chúc mừng cho đôi bạn được trăm năm hạnh phúc. Chị em nhà con. Dạ rồi được. Tại đại diện chụp đang tặng quà rồi, mời lên. Dạ, rồi. Chị chụp lên để nó chụp hình. Hai bạn đứng xích chưa? Sợ lẻ, dơ cao lên. Tại vì có hai người, ba người chụp lẻ, bốn người đi rồi. 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 Hôm nay có sự hiện diện của em Vân. Một tràng vỗ tay cho em Vân. Em Vân sắp lấy chồng. Kết duyên với nhau ở ngoài là chị em, rồi em cũng rất là vui khi mà được biết anh với chị Thu cùng tâm đầu ý hợp với nhau về chung một nhà. Em có món quà nhỏ với chị Vân, anh với chị Tính đúng không? Dạ. Với chị Trân rồi cũng bỏ vô đây để gửi món quà. Kỷ niệm. Thì em cũng thay mặt hai em cảm ơn hết tất cả mấy anh chị nha. Chúc ở đây giờ không biết nói lời nào. Trăm năm hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc là được. Cảm ơn em nhiều. Lúc nào cũng để cái thằng đây nè, luôn vậy nó hết luôn. Phải nắm chặt lấy tay nó. Không sao nó. Nó chú em nắm chặt lấy tay. Chưa. Rung rồi. Chị cũng cảm ơn tất cả mấy chị ở đây đã bỏ chị thời gian ra. Mấy chị ra chị đây đứng chụp hết đi chị. Rồi, nha. Nhiều phần này chị là chụp đi. Các anh chị nào mà còn trống vắng đó, hãy tìm cho mình cái mảnh ghép còn lại, kết nối yêu thương để rồi chúng ta thấy cuộc sống nó vui tươi hơn, nó có ý nghĩa hơn. Người ta nói làm sao, một ngôi sao chẳng thắp sáng đêm, một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng, một người đâu phải là nhân gian, sống chăng là đốm lửa tàn mà thôi. Cho nên là cuộc đời của chúng ta sống phải có ý nghĩa, có nó nhân văn. Đến với chương trình kết nối yêu thương của Tuấn Vĩ nó được lan tỏa, được yêu thương, được mọi người là quý mến. Cho nên là nhân ngày cái lễ thành hôn của anh chị đây, cho nên tôi muốn giới thiệu với toàn thể quý anh chị em trên cộng đồng đây là đội quân tóc dài toàn là người đẹp. Đề nghị quý vị cho chào hóa tay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nắm chặt ba nhau. Anh được nó.
Kính thưa quý vị, đến cái chương trình lễ thành hôn của hai bạn hôm nay là đến phần hai bạn uống rượu do bôi. Cái người xưa ông bà chúng ta là đã truyền lại thì trong cái ngày lễ thành hôn thì hai bạn coi như là thề non hẹn biển, là hai người yêu nhau sống với nhau đến trọn đời, thì coi như mượn ly rượu này là rượu thề nguyền, tức là kết nối yêu thương với nhau. Cho nên là cái ly rượu này thì tôi hướng dẫn hai bạn, trước thì bái thiên địa, sau bái cầu đường, sau là phu thê giao bái, tức là mình hứa hẹn với nhau đó, rồi hai bạn méo tay nhau rồi uống ly rượu coi như kỷ niệm trong ngày cưới. Rồi thầy à, giờ mời hai bạn nhất bái thiên địa, xả xuống cái rồi quay ra sao, nhị bái cao đường, rồi phu thê giao bái. Rồi méo tay đổi tay không phải vậy, quay mặt cho vậy, quay mặt vậy mới đúng. Quay vậy nè, tay này nè cái vậy mới đẹp à, đối diện cho mới đẹp. Đó vậy rồi, để chứng tỏ là tình yêu đích thực của hai người dành cho nhau. Cho nên là cái rượu này là rượu giao bôi, cho nên là đề nghị hai bạn uống cạn nha, 100%. Rồi 1, 2, 3 vô. Xỉn không sao. rồi mời đến hai ly lại. Thưa quý vị, tôi hết sức là vinh dự được đến với chương trình kết nối yêu thương của ca sĩ Tuấn Vĩ, đến để dự cái lễ thành hôn của đôi bạn hôm nay. Thì chúng tôi nhận thấy bà con hai họ ai nay cũng vui tươi hớn hở, miệng cười tươi như hoa nở, nhất là quý bà quý cô này ai ai cũng xinh tươi như hoa, đẹp như tiên nghe vậy đó. Thấy hai bạn tràn đầy hạnh phúc, cho nên thì mình cũng muốn có đôi lời để coi như là làm hành trang kỷ niệm trong cái ngày trọng đại hôm nay. Thì ông bà mình có nói câu là nhất nhật đồng sàng mấy bá gia ân, nhất nhật phu thê mới chung hữu ái, dâu hiền là gái, dễ thảo là trai, nghĩa mẹ không phai, ơn cha là bọc, hai bạn phải giữ gìn cái đạo làm con. Gái sắc son phải làm tròn nghĩa vợ, trai trung thủy phải dạng chữ tình chồng, trai thương vợ phải lựa lời bình đẳng, còn gái thương chồng phải nhã nhặn từng câu. Ngày nay tục ngữ có câu bạc với vàng không có thể sánh bằng cô dâu chú rể của hai gia đình này, đúng vậy không quý vị? Hai chàng hối tay thì chúc mừng cho hai bạn Loan Phụng Hòa Minh, sắc cầm hảo hiệp, mà Loan Phụng Hòa Minh là Loan Phụng Võ, sắc cầm hảo hiệp là sắc hồng chung. Thì ý của Tấm Quế thì muốn chúc cho hai bạn là tình yêu đích thực của hai bạn sẽ là mãi mãi kết nối yêu thương với nhau và hạnh phúc trọn đời mãi mãi với thời gian. Xin chúc các bạn. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, cái tình yêu đích thực của hai người thể hiện qua cái cắt bánh hạnh phúc. Cái này là bánh hạnh phúc chứ không phải bánh kem, cái gì đây là bánh hạnh phúc, người ta bánh phu thê. Cho nên trong cái ngày trọng đại hôm nay, người ta nói là qua hôm nay đã có chủ rồi đó, qua hồng. Thương nhau thì kết nghĩa vợ chồng, cho nên là phải cắt bánh kem là tượng trưng cho tình yêu của hai người. Cho nên mời hai bạn cắt bánh kem sẽ thành chữ A, màu cắt xuống. Rồi cắt cái nữa là bên kia chữ A. Rồi cái thứ ba. Rồi vậy được rồi. Rồi lấy để bánh của mình. Coi như phần cắt bánh hạnh phúc đã xong. Tiếp theo thì có chương trình văn nghệ, chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu một ca sĩ ở làng hoa Sa Đéc, Đức Sen Hồng, cũng đến dự cái lễ thành hôn của hai bạn hôm nay. Thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Hồng Loan sẽ hát tặng để chúc mừng cho đôi bạn được trăm năm hạnh phúc. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ca sĩ Hồng Loan.
hôm nay đó thì trước cộng đồng thì trước hết là Tuấn Vĩ cũng rất là ngưỡng mộ về gia đình của chị Thu. Ngay từ buổi ban đầu thì cháu con của chị Thu đã chở mẹ đi để kết nối về tình duyên. Thì trước mắt là thấy cái sự mà đoàn kết của gia đình, nên là Tuấn Vĩ xin chúc mừng hôm nay thì anh chị đã có một cái thành quả này. Và cuối buổi lễ thành hôn thì cháu cũng có đôi lời gửi đến ba mẹ cũng như là gửi đến cộng đồng con ha. Dạ. Dạ, ngày hôm nay thì cũng cảm ơn chú Tuấn Vĩ đã tạo nên cái chương trình để cho kết nối ba mẹ con với nhau. Thì con cũng không có nói lời nhiều gì hơn. Thì chúc ba mẹ thì trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Mình đi đeo cùng nhau đến trọn đời. Cảm ơn sự dưỡng dục của mẹ con dành cho con và em con. Tuy là cũng không có giúp được gì nhiều cho mẹ con nữa, nhưng là tụi con sẽ có sự ủng hộ và tạo điều kiện hết sức có thể để cho mẹ con cảm thấy mẹ con thật sự hạnh phúc. Một lần nữa cảm ơn chú Tuấn Vĩ và gia đình mình. Cảm ơn cộng đồng mạng đã theo dõi. Chú nghĩ đó thì ngay từ buổi ban đầu chú rất là ngưỡng mộ, giống như chú nói hồi nãy đó là một người con hiếu thảo với mẹ mà đưa mẹ đi kết nối như vậy. Trong lòng chú thật sự là chú cũng hơi nặng nề một chút xíu, là chú cứ nghĩ trong lòng là đã một người kỳ vọng thì đã đành, bây giờ cả gia đình kỳ vọng mà nếu mà chú kết nối mà không có ai thì đôi khi thế rất là có lỗi với gia đình. Nhưng mà con biết đó gọi là cái duyên đó, lúc nào nó tới thì mình biết lúc đó, chứ mình muốn cũng đâu có được con hả? Dạ. Thôi thì bây giờ thì mình không biết nói gì hơn là có thành quả này thì mình một tràng vỗ tay nữa để chúc mừng cho cô chú rể ha. Rồi, rất là cảm ơn. Và thưa quý vị, cuối buổi trò chuyện thì chắc chắn là nhân vật chính cũng sẽ có đôi lời để gửi tới cô chú anh chị và gửi tới cộng đồng. Cho nên là Tuấn Vĩ xin phép được cài cái micro cho ba hoặc mẹ ha. Rồi cảm ơn con nhiều nha. Rồi bây giờ anh hay chị mình sẽ đại diện tới trò chuyện ha. Chị ha. Dạ. Có vẻ như theo em được biết đó, là chị là cái người mà buôn bán, nên là chị thường là hay chào khách này, rồi hay giới thiệu mặt hàng này, mặt hàng này, mặt hàng kia. Nên là cái sự ăn nói này kia là chắc là chị sẽ dạng hơn và sẽ mạnh dạng hơn anh Mạnh ha. Đúng rồi. Rồi, rồi chị Thu có đôi lời ha, thì mình kết thúc hôm nay ha. Cũng cuối chương trình cũng chị cũng không biết lời nào hơn, một lần nữa cũng cảm ơn gia đình Tuấn Vĩ, bà xã với lại Tuấn Vĩ cũng đã hết lòng từ sáng giờ để giúp đỡ cho chị với anh được thành đôi. Thì kế tiếp thì cũng cảm ơn gia đình chị là hai con trai và cũng hai đứa dâu thì cũng ủng hộ chị với anh để mà được thành tới hôm nay, thì cũng rất là mừng và cũng rất là cảm ơn con. Rồi cái tiếp là cảm ơn anh Tám đã từ hồi này sáng giờ đã hết lòng để giúp đỡ, và hai em cũng giúp chương trình văn nghệ, thì cũng cảm ơn tất cả trong gia đình. Rồi cuối cùng là xin cảm ơn cộng đồng mạng trong thời gian qua thì cũng đã có động viên và có cũng đôi lời để ủng hộ cho chị. Và tới ngày hôm nay thì cũng xin cảm ơn, chân thành cảm ơn nhiều. Dạ, rồi mình chào tạm biệt ha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cộng đồng. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng chúc phúc cho anh chị. Xin chân thành cảm ơn và chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt nhau. Bye bye. Bớ người ta đói bụng. Ừ.